Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiểu Yêu Tầm Đạo đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi review một số những cái sự kiện mới nhá. Anh em mình chơi đến đâu rồi? Đầu tiên là tông môn mình phải nhận cái anh em ạ. Nó đầy thể lực rồi phải tu luyện phát. Tránh trường hợp lãng phí thời gian chờ. Ok, cái này là một trong những cái mà mình thấy tăng được nhiều chỉ số phết đấy. Cái đó là phải tùy thuộc vào nhân phẩm nữa. Trời ơi, nhân phẩm của mình thì hơi cùi cho nên là toàn mấy con cùi bắp anh em ạ. Ảo Makara vãi trưởng luôn. Có đâu đó một con phẩm cam, tuy nhiên là hiện tại là chỉ số gì ấy, không phù hợp với môn phái choáng khăn ấy của mình. Thế là mình bỏ luôn anh em ơi. Để cho nó kết duyên xong lấy đào thôi. Còn tiếp theo là mình thấy, luân hồi điện. Yes, cuối cùng thì sắp chuẩn bị hết cái sự kiện ngựa linh thạch rồi. Ngày mai là chúng ta sẽ có sự kiện là tinh quái. Đấy, ngon lành luôn anh em. Đây này, 421 cái vé cho một tinh quái thì mình sẽ chơi được một vòng. Ok la này. Tiếp theo là cái gì đây, yêu vực man hoang à? Yêu vực man hoang thì lại ngon lành cái nào rồi. Anh em nào mà chăm chỉ đi mấy cái hoạt động này là sẽ có nhiều tài nguyên luôn. Ôi à, lâu thế nhở, mỗi lần đăng nhập cái mà nó chạy này lâu vãi cả trưởng anh em ạ. Vực thực sự đi tổ đội phát ra nào. Ai ôi, 22 ước á, căng rồi. 22 ước thì chắc không cho mình vào đâu. Biết mình biết ta, trăm trận, trăm thắng. Đấy, ví dụ như xin này. Ảo ma Canada thế nhở, không liên server thôi. 26 ước 9 ước 7 ước bla 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 bla. 3.6, 2.27 này. Uầy, xin mấy anh em này cũng được. Có cây gì đâu mà phải bâng khuâng. Cho mình vào với. Hết rồi. Tí nữa chờ đợi các bạn ấy cho mình tổ đội cái thì ngày mai là múc sự kiện anh em nhá. Hôm nay có quyết đấu bang này. À, yêu linh bảo tháp này. Quay trở lại rồi. Tác nhận chọn nào để mình xem. Lần đầu tiên thì cái đào thôi. 175 quả đào. À mà không, chọn như này đi. À mà thôi, chọn đào đi. Xác nhận chọn anh em nhá. Ủa, có cái gì đấy? Phần quà tích lũy là có cái gì nhỉ anh em nhỉ? 97 lần là có cái gì đấy? À, pháp bảo thượng cổ à? Ủa, khoan, trong này mình thấy vòng 5 là có con gì ấy? Thổ giáp long luôn á. Linh thú, ôi, linh thú mới à? Có anh cả trưởng ạ, à, anh em nó có con này chưa nhỉ? Công lực thế. Ở đây là 97 lần được pháp bảo này. Ủa, cũng khoài đấy. Khoài đấy anh em ạ. Đùa được. Vòng 5, vòng 4 thì có cái gì? Vòng 4 là Dương Kỳ Chân Truyền Thuyết. À, có thể chọn được linh thú cam tùy chọn, hoặc là tinh quái cam tùy chọn, hoặc là pháp bảo truyền thuyết. Ôi, thế thì mình sẽ chọn cái pháp bảo luôn. Tầm này mình đang chơi linh thú đỏ rồi mà. Kinh nhờ. Ở đây có con linh thú gì đây? Thổ giáp long thì trông ra gì và lầy lọ là anh em này. Mà để mà kiếm em nó thì cũng hơi khoai. Nhiệm vụ. Ok, chặt cây xong này. Kích hoạt huyết mạch 3 lần đi thôi. Kích hoạt huyết mạch luôn nhỉ. Tự động luôn nè. Hoặc đi. Dừng khi yêu lực huyết mạch tăng, hoặc nhẹ bén khả nẻ. Ok. It's ok luôn. Ok. Tuyệt vật luôn nhỉ. Thần thông có cái gì không? Thần thông thì mình đã tích lũy được khoảng hơn 5.000 rồi anh em ạ, 5.004. Cố gắng lên thêm một tuần nữa, chắc là hơn 5.000 nữa là 11k là vừa đủ chơi sự kiện tuần tới nữa. Vết mạch rừng không tồn tại à? Vận may hôm nay có cái gì đấy? Vận may hôm nay là liên quan đến linh thú đúng không? Yêu linh bảo tháp nhiệm vụ. Ok này, khiêu chiến dị thú xâm lược 3 lần à? Dị thú xâm lược đúng không? Còn cái nhiệm vụ gì nữa nhỉ? Làm luôn một thể. 10 lần tại phúc địa này, tặng tiên hữu. Khiêu chiến yêu vương. À ok, tiên hữu này tặng luôn, may quá. Ok, xong. Thu thập tại phúc địa nữa đúng không? Phúc địa thì cũng ok. Tự động thuê này. À thôi, reset đi. Xem cái nào ngon lành không. Đây rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Ok là đấy. Xong mấy nhiệm vụ rồi. Ủa sao được quyết đấu bang? Nhầm. Yêu linh bảo tháp. Ủa không được rồi. Đạo cụ đấy nó bắt buộc mình phải thu thập rồi. Cày thế nhờ.
Ủa? Hoàn thành quà tiên hữu 3 lần. Quà tiên hữu? Tặng quà tiên hữu? Ồ nhầm. Tặng quà chứ không phải là du ngoạn đâu. Trời ơi. Lạc Anh có choáng nè. Còn đi hết chỗ này. Rồi, ok. Dị thú xâm lược đúng không? Dị thú xâm lược này chuyển sang nguyên thể đánh đi. Ok. Dị thú xâm lược 3 phát à? 36 ức này. 40 ức này. 39 ức này. Ấy, 40 ức này. 36 ức này. Uầy, xếp hạng 45 anh em ạ. Ngoài phết. Rồi. À, 3 tiếng 50 phút. Ủa nhiều nhờ. Yêu chiến yêu vương đúng không? Càn quét luôn. Đâu để mình xem là có bao nhiêu đào rồi. 2007 à? Ê, chặt cây luôn anh em ạ. Yêu linh bảo tháp đây rồi. 3 nhiệm vụ nữa đã được hoàn thành. Và đây là mình sẽ có 6 lượt gói hạn giờ. Phát. Ôi thế này là được 9 à? Mua full thì được đến vòng bao nhiêu nhỉ? Thôi cứ mua tầm này cái đã. Chưa bỏ qua được anh em ơi. Ít một phát ạ. Ui da. Lên luôn đi. Tầng 1 thì ghét thế nhỉ. Đấy. Lên luôn rồi. Tầng 2. Lên luôn. Ơ. Lên chưa? Chưa lên à? Ui da. Lên đi. Hay quá. Tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm. À, tưởng lên rồi mà còn lên quá. Ai trưởng thật. Bịp 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 bịp. Đây tầng này là ngon này. 50% 50% mà nó còn cố tình để cho mình xịt ạ. Quay thực sự luôn. Lên lên. Tiếp tục. Ôi à, thiếu nhờ. Không đủ lượt. Cày thế nhờ. Mình thiếu bao nhiêu nhờ. Ất. Còn què đấy. May là nguyên thể nha anh em. Ở đấy vào muốn phải âm thân thì rồi ôi khóc luôn anh em ạ. Tăng cấp linh thú này. Cái hồi chia sẻ một lần này. À hôm nay vẫn là sự kiện liên quan linh thú đúng không? Này làm khá là dễ. Triệu hồi linh thú. Bắt một em. Hai em. Và ba em. Vì sẽ thêm lần nữa. Ôi thanh long này anh em ơi. Ôi dồi ôi. Ông nào mà chơi linh kiếm ở kia là ngon đấy. Đó là nâng cấp linh thú. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Linh thú. Ok, hết rồi. Vận may. Đang đây vận may được cái gì không anh em nhá. Gói nè. Ê, khoan. Đây, đùa. Quái 10 lận. 100 ngự linh thạch. Chán nhỉ. X1 đi. 250 thì ngon hơn. 100 ngự linh thạch coi như hòa. Ôi vãi. Thực sự. Nhưng mà có thêm một tí đào cũng tạm tạm anh em ạ. Ồ, hôm nay có sự kiện đại hội luyện khí anh em ơi. Đây là một cái sự kiện mà vợ mình cực kỳ khoái chơi luôn. Thế cho nên là mình sẽ nhờ vợ mình chơi hộ cái này nha anh em nhá. Đấy, mua sẵn thể lực đây cho vợ mình tí về vợ mình múc. Nói chung là cái này chơi kiểu quái gì khó lắm anh em ạ. Tí nữa về bảo vợ mình chơi thôi. Nói chung là chỉ vợ mình là mới có thể hiểu được cái nguyên tắc. Làm thế nào để cho mấy cái viên đá này nó vào nhau. Nói chung là nó có cái mẹo gì vào góc dạ mãi mà vẫn không hiểu anh em ạ. Thề. Ôi có những cái mình làm không giỏi thì để cho người khác làm cho nó ok la. Ok nhá. Rồi cái bộ này thì thôi để đây để trong một số những cái sự kiện mà liên quan đến vận may ấy, có nhiệm vụ nâng cấp tinh quái thì mình sẽ làm sao. Pháp bảo đi. Tầm bảo một cái. Cái nữa nè. Ok. Hết chưa nhở? Thế là sự kiện hết rồi. Cái đăng ký thư này bịp lắm anh em nhé. Hôm qua mình thấy nó cứ hiện ra ở đây này. Mình cây cú, mình vào, ấn tham gia. Sau đấy mình điền số điện thoại vào đây rồi. Thế mà cuối cùng nó biếu xong anh em ạ. Nó vẫn cứ bắt mình là hiện cái dòng chữ ở đây. Bực vãi cả trưởng luôn. Nhưng mà cũng có nhận được một tí quà. Ảo thật. Và ở đây là nó gửi tin nhắn qua Zalo chứ. Cay vãi cả trưởng. Nhiều kiểu gì luôn. Thế là nó lấy hết thông tin của mình rồi. Bịp thực sự luôn ạ. Trong khi đấy là nó không biến mất đi. Nhìn cho nó ngứa mắt. Ơ, tin nhắn này. Tin nhắn riêng. Hello, hello VYG Toxic nhá.
À hôm trước thì gửi cho cái sticker hello đấy, con lợn này nhìn đáng yêu ấy. Đấy, ok. Rồi thì anh em nào mà chơi tiểu yêu tầm đạo nhớ ấn đăng ký kênh nhá, và muốn mình làm thêm nội dung gì, hoặc là những anh em nào mới chơi mà chưa hiểu về cái nội dung gì trong game nhớ comment ở bên dưới nhá, mình sẽ làm video để trả lời anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.